Chào cả nhà nhé. Mình giới thiệu một chút, mình tên là Dương và hiện tại thì mình cũng đang làm ở trong công ty Follow Academy, và hôm nay thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị về mảng TikTok, sẽ giúp các anh chị là có những cái tài khoản để anh chị chạy, và tài khoản đấy là tài khoản trả sau. Đó, để anh chị chạy được trên các cái tài khoản trên TikTok, hiểu không nhỉ? Hiện tại thì TikTok cũng là một cái nền tảng rất là mới và nó sẽ giúp cho cái việc ra nhiều đơn của anh chị rất là hot. Đúng không nhỉ? Và cái kiến thức này thì không phải ai cũng biết, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh chị cả nhà mình cái kiến thức về tài khoản TikTok và cách để làm sao chúng ta có những tài khoản TikTok trả sau. Đúng không nhỉ? Tài khoản TikTok trả sau là gì? Đây mình sẽ lấy cho anh chị xem một cái tài khoản TikTok trả sau nhé. Đây, ví dụ mình sẽ cho anh chị xem cái tài khoản TikTok trả sau là gì. Này. Tài khoản TikTok trả sau là những tài khoản khi mà anh chị vào trình quản lý này. Ví dụ anh chị vào trình quản lý, mai sau anh chị có những tài khoản TikTok trả sau. Thì anh chị nhìn thấy phần thông tin thanh toán này. Thì nó là thanh toán tự động nhé. Thanh toán tự động. Thanh toán tự động ở đây nghĩa là gì? Là anh chị không cần phải nạp tiền vào trước. Mà chúng ta có hoàn toàn có thể chạy. Chạy trước rồi mới trả phí sau. Đúng không nhỉ? Đây ví dụ như anh chị ấn vào phần thanh toán. Tài khoản này mình cũng đã chạy rồi. Này, thì ví dụ nhìn là tài khoản này là sẽ đạt ngưỡng chi tiêu là 70 đô. Đúng không nhỉ? Đấy, thì là sao chúng ta sẽ đến ngưỡng 7 đến đến ngưỡng đạt ngưỡng 70 đô thì là chúng ta sẽ mới phải thanh toán. Thì đây là những cái mà sẽ giúp cho cái việc chúng ta có những cái tài khoản trả sau chúng ta chạy. Thì đây là những tài khoản trả sau nhé. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cả nhà mình để làm sao tạo một cái tài khoản trả sau. Thì đây, muốn tạo một cái tài khoản trả sau thì cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ mở cho mình một cái trình duyệt mới. Đòi hỏi là cần có một cái link Facebook nhé. Đây. Đây, chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt mới để tạo được những tài khoản trả sau. Thì cái việc đầu tiên cả nhà mình cần có là chúng ta cần phải có một cái Gmail. Chúng ta cần phải có một ít nhất là cần có một cái Gmail hoặc một số điện thoại di động cũng được nhá. Sau khi các anh chị có một cái Gmail xong thì các anh chị cần làm gì? Để có Gmail xong thì anh chị cần vào một trang để đăng ký tài khoản để chạy quảng cáo trên TikTok nhá. Chúng ta cần vào trang đăng ký tài khoản. Thì đây mình sẽ vào một trang để đăng ký tài khoản trên TikTok. Đây, chúng ta sẽ vào một trang để chúng ta có thể tạo tài khoản TikTok, và chúng ta sẽ vào trang này. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ ra một cái giao diện như thế này. Đúng không nhỉ? Đấy, thì chúng ta khi mà ra một cái giao diện như thế này xong thì chúng ta có thể hoàn toàn chuyển là tiếng Việt để chúng ta dùng nó dễ. Đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể chọn kích vào đây và chúng ta chọn tiếng Việt. Đúng không nhỉ? Còn anh chị muốn dùng tiếng Anh thì anh chị sẽ để nguyên. Tiếp là chúng ta sẽ nhập mail vào trong đây nhá. Mình sẽ để thử tiếng Việt cho cả nhà mình dễ nhìn nhá. Này, mình sẽ nhập cái địa chỉ mail mình muốn tạo vào đây. Ví dụ mình muốn nhập địa chỉ mail này. Này, mình muốn nhập địa chỉ mail này thì mình nhập cái địa chỉ mail của mình vào. Mình sẽ dán vào đây. Mình đặt cho nó cái mật khẩu. Đúng không nhỉ? Mật khẩu ở đây thì chúng ta phải đặt. Ở đây là chúng ta phải chữ cái đầu tiên viết hoa nhé. Đấy. Phải đúng cái hai cái mật khẩu thì phải giống nhau. Đấy. Sau khi chúng ta đặt mật khẩu xong, chúng ta sẽ còn gửi mã. Thì thông thường TikTok nó sẽ có nó sẽ hiện ra giao diện như này. Là chúng ta sẽ chọn hai cái hình giống nhau. Đúng không nhỉ? Thì đây có hai cái hình giống nhau, chúng ta chọn đây là một cái bước xác minh thôi để tránh trường hợp là người máy chứ. Chúng ta xác nhận. Rồi thì nó sẽ gửi một cái mã về trong cái mail của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ tải lại, anh chị nhìn chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ dán cái mã này. Dán mã gồm có 6 số này. Chúng ta sẽ gán vào đây. Xác minh. Đúng không nhỉ? Các anh chị ấn đăng ký.
khi mà trước khi mà để ấn đăng ký thì anh chị cần ấn chữ đồng ý nhé, ấn vào cái đồng ý của cái bước của cái tích dấu bên dưới này thì anh chị mới ấn chữ đăng ký này. Rồi nó hỏi lưu thì chúng ta sẽ lưu lại. Ok, đây thì cái quốc gia thì chúng ta sẽ để Việt Nam đúng không, chúng ta chọn ngành nghề thì ở đây chúng ta thông thường là chúng ta sẽ chọn ngành nghề theo gì, theo cái lĩnh vực của chúng ta đúng không nhỉ, và theo cái lĩnh vực của chúng ta thì nó sẽ hiệu quả hơn đấy. Ví dụ như chúng ta bán hàng là chúng ta chọn kính, túi sách và phụ kiện là những hàng chạy nhiều nhất trên TikTok đúng không ạ, thì chúng ta có thể chọn đấy. Những và chú ý là thêm nếu mà những cái lĩnh vực mà nó liên quan đến vi phạm chính sách thì chúng ta sẽ chọn những cái khác để cho mình đấy, mình sẽ chọn cái khác và chúng ta sẽ chọn cái phần khác này là những cái hàng chúng ta vi phạm chính sách ạ. Ví dụ như vi phạm chính sách trên trên nền tảng TikTok gồm sức khỏe này đúng không ạ, những cái sản phẩm thuốc tung vi phạm đúng không ạ, rất nhiều đúng không ạ, thì nếu mà những ngày đấy chúng ta sẽ chọn là khác nhé. Rồi chúng ta sẽ để múi giờ cộng 7, và cái múi giờ nó sẽ liên quan đến độ phân phối của tài khoản quảng cáo nên chúng ta sẽ để theo cái múi giờ mà chúng ta chạy. Đấy, tên doanh nghiệp, tên doanh nghiệp thì chúng ta sẽ để tên ở đâu, tên doanh nghiệp thì chúng ta sẽ để là cái tên mà cái tài khoản chúng ta muốn chạy, chẳng hạn như là mình sẽ ghi là doanh nghiệp follow mình. À, chúng ta sẽ để tên như vậy. Đấy. Điện thoại chúng ta sẽ nhập cái số điện thoại vào, nhập số điện thoại ở đây thì số điện thoại nó cũng không cần mã xác minh nhưng chúng ta có thể nhập theo cái số điện thoại của mình hoặc số điện thoại khác cũng được nhé. Chúng ta ấn vào bằng cách ở đây, và sau khi chúng ta tích xong và làm xong các ngành nghề này rồi thì chúng ta sẽ ấn vào phần đăng ký. Thông thường nếu mà số không phải số điện thoại chúng ta thì chúng ta sẽ phải ấn vào phần phần gì nhỉ, nếu mà không phải số điện thoại của chúng ta nó sẽ thì chúng ta sẽ sử dụng như chỗ này, chúng ta sẽ để cái số điện thoại của chúng ta vào. Sau khi để số điện thoại của chúng ta vào xong chúng ta ấn đăng ký thì nó sẽ gửi một cái mã xác minh về cái số điện thoại của mình. À, thì chúng ta đợi cái mã xác minh. Thông thường cái bước này chúng ta sẽ phải đợi một lúc nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đợi xong cái mã này nó trả về trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ bắn cái mã vào đây và chúng ta sẽ ấn tiếp vào phần xác minh. Rồi thì sau khi mà lên cái phần xác minh này thì ở đây thì chúng ta sẽ nó hiện ra một cái giao diện như này. Thì giao diện ở đây nếu mà chúng ta là doanh nghiệp chúng ta có mã số thuế thì chúng ta sẽ để mã số thuế vào đây đúng không nhỉ, chúng ta sẽ chèn cái mã số thuế của doanh nghiệp chúng ta vào đây. Còn nếu mà chúng ta không có mã số thuế thì chúng ta có thể bỏ qua đúng không nhỉ, nếu mà chúng ta chưa có mã số thuế thì chúng ta có thể bỏ qua cái bước này, còn quá có mã số thuế cho vào đây. Sau khi cho vào đây xong thì chúng ta sẽ ấn vào đây, nó có hai hình thức thanh toán là thanh toán tự động và thanh toán thủ công. Thì ở đây nếu mà chúng ta ấn vào thanh toán thủ công thì nó sẽ nảy sinh ra là tài khoản chúng ta sẽ phải nạp tiền vào nhá. Còn nếu chúng ta chọn phương thức thanh toán tự động thì chúng ta sẽ là tài khoản chúng ta sẽ được trả sau. Được không nhỉ? Đây, chúng ta sẽ điền và chúng ta sẽ đi đến trình quảng cáo. Rồi, thì đây sẽ là cái cách mà chúng ta khi mà chúng ta đã điền xong thông tin đấy thì chúng ta đã chọn là phương thức thanh toán gì nhỉ? Phương thức thanh toán tự động.
Đúng nha. Thì cái phương thức thanh toán tự động đó thì nó sẽ là hình thức thanh toán trả sau đối với tài khoản TikTok. Vậy là chúng ta sẽ đã tạo xong một chiếc tài tạo xong một tài khoản TikTok rồi. Trả sau. Rồi. Sau khi các anh chị làm xong cái tài khoản này thì nó sẽ hiện ra như này. Đúng không nhỉ? Sau khi hiện xong thì anh chị thông thường nó sẽ Facebook sẽ TikTok sẽ có từ 24 đến 48 giờ để duyệt xem cái tài khoản của bạn đã được hoạt động hay chưa. Thì thông thường cái tài khoản của bạn thì cả nhà chúng ta sẽ ấn vào trong cái tài khoản này. Chúng ta sẽ chọn phần thông tin tài khoản. Và khi mà ấn vào phần thông tin tài khoản này thì chúng ta sẽ nếu mà chỗ này nó xong 48 giờ nó ghi là xét duyệt thì đồng nghĩa rằng chúng ta đã có một tài khoản TikTok trả sau để làm. Ok. Được không nhỉ? Và chúng ta vậy thì chúng ta sau khi xét duyệt xong chúng ta còn phải đợi thôi ạ. Rồi, ok. Vậy bye bye cả nhà. Chúc cả nhà sẽ làm được tài khoản TikTok trả sau để có thể chạy được quảng cáo thuận tiện hơn. Và cả nhà mình có câu hỏi thắc mắc gì thì có thể liên hệ với chúng tôi. Được không nhỉ? Và nhớ. Bye bye.